Khi mà không còn yêu thì đêm nào ta cũng say vì không còn ai gọi ta về mong thân mong. Vẫn với những quen lo yêu ở một công ty chế lương thì tôi ăn mạnh anh mày không cần thật luôn tay cầm đơn cầu mong anh có công việc mời phụ em lúc khó khăn những ngày tháng rất căng. Nhớ xưa còn nói nếu lúc mình giàu hai ta có nhà lầu và đêm xe hơi có đủ tất cả màu chiếc xe cùi bóng mây vắng ngoài đường hai ta thấy bình thường mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Hi, I'm Liquid, and I create music for content creators.